Thì mấy bữa nay con làm việc với thầy đó, con thấy làm sao? Con thấy là cái việc mà bây giờ con chưa đi nước ngoài nhưng mà con vẫn có chốt mấy cái đơn làm việc cho thợ thầy bên này làm, rồi xong rồi con làm việc online với thầy, rồi con thấy những cái kiến thức của thầy nói con chuẩn bị trước, con thấy nó tốt không, hay là phải đợi qua bên này rồi không biết đường nào mà qua đây mò mẫm? Thấy ở Việt Nam mà tiếp cận được vậy là con không nghĩ tới luôn này. Trước giờ con không chưa nghĩ tới là mình ở Việt Nam mình có thể kiếm khách ở bên nước ngoài được vậy này. Tiếp xúc được mấy anh chị đó, người ta nói chuyện cũng rất là đàng hoàng đúng không? Người Dạ ta đúng rồi. toàn là không có bom hàng đúng không? Dạ. Họ cho thông tin rất là cụ thể đúng không? Địa chỉ nhà, số điện thoại rồi Người ta thấy hướng dẫn. cho. Người ta cho mà kiểu người ta không có sợ gì luôn này. Ở Việt Nam lừa đảo nhiều quá, người ta sợ quá mà. Rồi. Ok, đó là một cái ý này muốn hỏi con. Cái thứ hai đó, hồi nãy có nói chuyện con có nói là trong cái thời gian mà bây giờ để con chuẩn bị hồ sơ cho nó mạnh lên để con làm á, thì có nghe con nói là con học thêm, con đi học việc thêm mấy cái ngành, cái nghề khác nữa để qua đây có nghề tay trái, nghề tay phải để làm. Rồi cái mà con đi phụ thêm để làm mấy cái part time đó, con vừa có tiền, con vừa tự tự gọi là tự tự lập về tài chính, độc lập về tài chính, và cộng với thứ hai nữa là con còn có thời gian để mà con phụ thầy làm mấy cái việc khác nữa. Thì con cho thầy hỏi, so với những cái bạn cùng trang lứa của con á, mấy đứa đó nó có suy nghĩ giống con không? Mấy bạn cùng trang lứa của con thì con thấy là đa số luôn là học xong rồi đi làm giống như kiểu văn phòng đó thầy, xong rồi tối đi trà sữa cà phê rồi, chứ không có phải là trau dồi thêm tiếng Anh hay là có định hướng đi nước ngoài để xây dựng tương lai hay gì hết. Con thấy kiểu giống như họ chỉ sống cuối tuần này mình làm gì thôi chứ không có nghĩ sâu hơn nữa. Cuối tuần sau sẽ Ok, sống qua ngày và chờ ngày qua đời thôi làm kiểu không? Rồi ok, kiểu bây giờ mình không quay này. trở lại chuyện là họ làm văn phòng nè, họ làm văn phòng rồi tối hoặc là chủ nhật hay là Tết nhất rồi họ đi cà phê rồi gặp bạn bè rồi chém gió rồi trà chanh chém gió rồi này nọ. Thì bây giờ mình phân tích chút xíu về về ở đây mình phân tích chút xíu về việc văn phòng đi, thì lương của họ được khoảng bao nhiêu tiền? 7 triệu thôi. Rồi 7 triệu. Rồi ok, 7 triệu. Rồi người ta thì có những người ở chung với cha mẹ, có những người ở quê lên Sài Gòn đúng không? Rồi có những rồi xong rồi thuê nhà ở là khoảng bao nhiêu tiền? Thuê 4 nhà chưa có khoảng 3 triệu trung bình thôi. rồi cho 3 triệu, 7 triệu trừ 3 triệu còn 4 triệu. 4 triệu rồi ăn uống rồi này nọ, xăng nhớt rồi này nọ, trà chanh chém gió rồi này nọ, còn dư Nào, con thấy nhiều khi nợ luôn này, được đa số là biết dư. rồi ok rồi giờ không không bàn tới chuyện đó nữa, lúc đó tôi thấy rõ rồi đúng không, nếu con phát triển bản thân là cuối cùng là lương mà dưới dưới 10 triệu là thấy không ổn rồi, con thấy không ổn mà cứ vậy hoài là đâu có được đúng không? Chưa nói chuyện tương lai gì hết nha, bây giờ quay trở lại chuyện của con nha. Bây giờ mình không có nói là học trò của mình hay hơn mấy bạn khác, mình chỉ nói là mấy bạn có tập trung vô phát triển bản thân các bạn thôi, chứ đừng nghĩ gì cho bên ngoài. Bên ngoài mình sẽ rút kinh nghiệm từ những cái người ở bên ngoài, họ đi cái đường đó thì tương lai của họ sẽ kết thúc ở chỗ đó, thì mình từ đó mình mới thấy như vậy, mình không muốn đi vào cái lối mòn nữa thôi, thì mình rẽ ra hướng khác để mình đi thôi. Có thể nó vất vả hơn, có thể nó sẽ khó khăn hơn, có thể nó bị chấn thương chỗ này chỗ kia ví dụ vậy, nhưng mà cuối cùng thì đó là con đường sáng để mình đi, mà có thể là rớt rớt visa ví dụ trường hợp của con đó, nhưng mà vẫn quyết tâm đi thôi à, cuối cùng nó cũng tới đích rồi. Nghe bản thân thầy đây thầy cũng rớt visa Mỹ, rớt visa nước này nước kia đâu có sao đâu, miễn là mình rớt là tại sao mình biết lý do tại sao mình rớt, mình làm lại thôi hả? Ok không? Rồi bây giờ rồi ok, thôi bây giờ con bây giờ hồi trước tới là con làm cái gì gì? Trước tới con đi vô thực tập ở công ty nè. Con nói cho mọi người biết là con học trường nào luôn, học trường ngành gì, trường gì. Rồi sau đó con đi thực tập ở công ty nào? Làm ở công ty nào? Có học trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng ở quận nhất, Ừ. là trường đó có học ngành công nghệ ô tô, thì học khoảng 2 Mấy năm năm rưỡi thì con đi thực tập ở công ty Toyota. Con rồi có trường con kiểu giống như là được Toyota tài trợ mạnh nhất, thì con cũng có vô mấy xưởng Toyota con thực tập. rồi Trong khoảng thời gian thực tập thì con thấy làm thì rất là cực, kiểu như là làm tối mặt tối mày luôn. Nhiều khi có những mà xe nhiều quá mình phải ở lại mình tăng ca luôn, nhưng mà cái công sức cái
cái tưởng tiền thưởng con thấy cũng không có nhiều, tại vì con biết là mấy anh làm trong đó lâu năm, khoảng phải mười mấy năm thì lương con thấy mới được mười mấy 20 triệu, mà làm rất là cực luôn. Đa số những bạn như con là vô làm 1-2 năm đầu là bỏ hết, tại vì không theo nổi. Tại vì nghĩ đi, vì mình học tốt nghiệp 3 năm ra vô làm mà lương khoảng có người ta trợ cấp khoảng 3 triệu, 3,5 triệu à, trong vòng 6 tháng đầu, là nhiều khi có người còn không có trợ cấp luôn, là chỉ tới làm thôi, khi nào mà thấy ổn người ta mới cho vô chính thức rồi bắt đầu mới có lương. Mà lương khoảng 3-4 triệu thì nghĩ ở thành phố thì đủ trả tiền trọ chứ đâu đủ ăn đâu. Đó thì Người ta thấy là trả, người ta trả mức lương đó là mức lương để người ta phụ tiền ăn với lại phụ tiền đi lại thôi à con à, chứ không phải là lương. Người đúng rồi, là ta kiểu trợ hỗ trợ. Thì cái lúc đó là con đi học việc. là Đúng không? không. Dạ đúng rồi, đi học việc mà rồi vô làm thì làm ở xưởng á, con thấy là tụi con làm ở trong hãng á, thì như vậy, chứ còn con thấy mấy bạn con đi làm ở ngoài ngoài gara gara tư nhân á, thì còn còn ấy nữa, kiểu giống như là gặp nhiều nhiều cái anh cái chú mà kiểu giống như người ta không có văn hóa, thì Rồi, giữa kiểu thề rồi này nọ nữa hả? chèn ép mình, giống như là người ta làm cho mình biết mình không biết gì á, người ta thấy phỏng hay nóng gì người ta cũng chả nhắc gì hết, kiểu giống như để cho Rồi. mình bị đó, kiểu như người ta muốn đuổi mình đi á, thì người ta À. tìm đó, người Là người ta ta không có an toàn, không có an toàn lao động dạ nữa đúng không, không? người ta hại mình nữa, kiểu kiểu vậy á. Bạn con bị nhiều Có nghĩa là đi làm là phải đeo mắt kiếng rồi đeo bao tay rồi này nọ, mấy cái nguy hiểm là phải phải nhắc mấy đứa nhỏ chứ, mấy đứa nhỏ nó đâu có biết đâu. dạ ông ở Việt Nam là mấy cái radar tư nhân đó này là không có nhắc nhở gì hết, này chỉ có trong hãng lớn như Toyota hay là Fortuner hay Ford hay gì đó thì nó mới có cái bảo vệ rồi này nọ, nhưng mà cũng ăn gian lắm này, cũng kiểu giống như qua được là qua, chứ còn Rồi ở ngoài là nhiều khi là ấy luôn, nhiều khi con thấy sơn một chiếc xe mà mấy mấy người đó còn không mang khẩu trang nữa. Kiểu từng rồi. chạy con hiểu Mấy cái tại sao. đó là nó hít vô người mình, phổi vô thành người đột biến luôn. Dạ đúng rồi, con thấy ở ngoài nó làm ẩu lắm rồi, ở Việt Nam Rồi ẩu. rồi. Ok. Thôi bây giờ quay trở lại câu chuyện là đi học việc là lương khoảng 3 triệu mấy, rồi xong 6 tháng, rồi sau 6 tháng 1 năm đó là lương lên được khoảng bao nhiêu? Con biết không? Dạ con cũng nếu như mà mình làm mà không kết quả là không lên lương luôn thầy, đâu nó Rồi. đâu có, là cứ vậy hoài luôn cho tới khi nào mình chịu nổi mình nghỉ thôi. Rồi rồi Còn rồi. à, mình tốt hay là tốt, mình giỏi hay là giỏi, mình xuất sắc thì nó cho mình đi học thêm rồi, thì mình lương lên thí dụ như họ làm mà ổn biết làm rồi thì nó cho lên khoảng 6 triệu đó. Rồi, cứ vậy mà lên từ từ thôi đúng không? Muốn lên trên 10 triệu thì phải làm khoảng 5 năm trở lên là ít này, là giỏi này. Rồi, ok. Thì bây giờ cái lực lượng lao động ở Việt Nam nó nhiều quá mà. Dạ Tụi đúng rồi. con tốt nghiệp nhiều quá mà. Thậm chí tốt nghiệp rồi học hành đàng hoàng rồi này nọ luôn mà. Chứ chọn mấy bạn đó nó cũng dễ dàng hơn những người ngoài kia mà không có kinh nghiệm, không có bằng cấp, đúng không? Rồi còn con học 2 năm rưỡi đó tốn bao nhiêu tiền của cha mẹ? Trường con thì một một học kỳ con đóng là khoảng 6 triệu, 5 triệu mấy đến 6 triệu, một năm là 2 học kỳ. Là học 2 năm chắc hết khoảng 12 24 chắc khoảng cỡ chừng 30 đổ lại thầy. Ừ, rồi đó. Rồi chưa tính tiền đi thực tập rồi bút vở tập viết đồ sách đồ này nọ nữa đúng không? Tiền ăn tiền uống là chưa tính. Không, không, mấy cái đó là chuyện cá nhân. Nói là liên quan tới học á, đúng không? Tìm Liên quan tới học phải có sách sách đồ này nọ nữa, đi thực tập rồi mua đồ về thực tập nữa chứ, đúng không? Con đi phải mua dầu đồ này nọ với thực tập, con làm thợ rồi mà. Ừ, dạ con phải làm biết cho. án thì đóng khoảng 2 triệu một cái đồ án rồi, Ừ. tiền để mình mua mấy cái vật liệu để mình làm một cái, hoàn thành một cái đồ án như một cái động cơ hay một cái gì đó thì đóng đóng nhiều hơn nữa tùy đồ án này. Rồi rồi, ok. Bây giờ thầy hỏi thêm cái nữa là con thấy cái ví dụ như con vô con làm á mấy tháng đầu á so với cái người mà người ta làm được 10 triệu, 20 triệu đó, con thấy cái khả năng con làm với so với mấy cái anh thợ đó là được bao nhiêu phần của họ? Ví dụ như họ được làm được 10 phần thì con làm được mấy phần của họ? Họ 10 phần con chắc khoảng 2-3 phần. Thì con thấy người ta trả lương như vậy có xứng đáng không? Dạ thì xứng đáng thì so với cái mức lương mà mấy anh nó nhận thì mức lương vậy là xứng đáng. Bây giờ là con được 3 phần, cho ảnh được 15 phần, 15 triệu đi nha. Thì con là được 1 phần 5 của ảnh. Đúng không?
Nhưng mà con người ta dạy việc cho con, cái đó vô đó người ta có dạy việc cho con không, hay là người ta vô là con muốn phá gì cũng phá? Dạ vô đó mình hướng dẫn, có người hướng dẫn thầy, giống như là mình không biết làm thì mình hỏi, nhưng mà kiểu người ta cọc lắm trong đó làm nóng đó thầy. Ờ đúng rồi, Ăn môi trường nóng hả? chú nữa, mấy chú cứ chửi miết à. Mấy chú nó chửi miết là tại vì mấy chú đó không có không có được trả lương đúng, trả lương mấy chú thấy 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 vậy là nó chưa đủ, nó bực mình, bực mình là phải dạy thêm cho mấy đứa nữa, mà trong khi đó tụi bay làm được xong muốn tụi bay lấy việc của tao, tao bị đuổi. Kiểu như là tụi mày có bằng hả? Hả? Đúng rồi, tại vì tụi con có bằng cơ bản. Mấy ông điên thôi, con có bằng cơ bản. Và con phải suy nghĩ là con đang ảnh hưởng, họ training cho con xong rồi con ảnh hưởng đến chiến cơ của họ. Mà con thấy là con học cao đẳng vô là còn đỡ thầy, chứ còn mấy bạn học đại học thì chết luôn á. Mức luôn thầy. Đại học vô là chửi một phát là mấy đại học nó vì cái tôi của nó là nó bỏ liền. Dạ, đại học là vô mấy chú ghét ghê lắm. Nghe nói cái danh đại học vô là cho tắt điện luôn. Trung cấp là ghét ít nhất, rồi xong tới cao đẳng, rồi xong tới đại học. Thằng nào cao học vô là nó cho lên đường ngay lập tức luôn. Đại học là rớt từ vòng giữ xe thầy. Kiểu giống như vô làm mấy cái cao siêu không mà cho vô xưởng làm là nó nghỉ. Mà học thì đâu được mấy cái cao siêu đâu, mà xin vô làm phải học làm từ dưới làm lên chứ sao mà vô làm. Mà ở Việt Nam mình ngộ ha, ở Việt Nam mình sao, tại sao mà tụi con hồi xưa nó mới năm nhất á, giống như bên Úc này nè, học kỳ 1 hoặc là năm nhất, sao tụi con không đi xin vô đó thực tập luôn đi, mà đợi tới cái lúc học xong mới vô đó ta? Dạ, nguyên một năm trời, nguyên một cái năm nhất là toàn học đại cương, như học toán lý hóa, như học lớp 12 vậy thầy, chứ đâu có đụng cái cục lý máy thuyết đâu. Không à? Toàn là học lý thuyết không à, đúng không? Mà toàn lý thuyết không liên quan tới chuyên môn đúng không? Dạ, không liên quan luôn. Cái này cương. Nó hơi dở. Đúng không? Ở bên Úc này người ta dạy á, học kỳ 1 là người ta cho nhào vô liền, đứa nào mà ấy là cho nhào vô liền, xạo đồ liền, cắt đồ liền, ví dụ nấu ăn á. Còn nếu mà tụi con học ấy là nó cho con mở máy ra hoặc là nâng xe lên, rồi nó học cho biết mấy móc căn bản trước để con có thể đi tập ngoài được. Mấy cái năm cuối con mới được tập mà mới được học á này. Thì con thấy nó hạn chế chưa? Con thấy cái sự hạn chế chưa? Ví dụ như 3 năm đi, thầy nói nè, ví dụ như con học 2 năm rưỡi, thì bây giờ nếu học kỳ 1 người ta dạy cho con mấy cái môn nào mà căn bản về máy móc xe cộ rồi này nọ, thì con đi ra ngoài kia, mấy người thợ ngoài kia, mà con nghĩ là nếu mà con người ta cho con học 1-2 môn căn bản về máy móc, rồi xong là học kỳ thứ 2 là cho con đi thực tập rồi. Đi thực tập đi qua cho biết thôi, chừng khoảng chút chút thời gian thôi, không cần phải nhiều, rồi sau đó con tự con xin vô trong chỗ nào rồi này nọ đó. Thì con nghĩ cái đó nó tốt hơn không, hay là đợi phải học xong hết rồi vô mới thức tốt? Con thấy mới vô mà cho mình học căn bản như là tháo bánh xe hay là nâng cầm nâng xe là bắt đầu mình ra ngoài mình vô mình làm việc được rồi thầy. Đâu cần người ta cơ bản mấy cái an toàn lao động. Khi xe mình nó nâng lên như vậy nguy hiểm gì, mình chui xuống gầm xe nguy hiểm gì, rồi tháo cái cốp lên thì nó nguy hiểm làm sao, rồi chỗ nào nóng chỗ nào lạnh, rồi bình ắc quy nó làm sao, nó giật làm sao, nó chỉ con hết tất cả mấy cái nguy hiểm. Rồi sau đó thì con đi thực tập, rồi từ 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 con học nó vừa thực hành vừa lý thuyết, thì con nghĩ nó học tốt hơn, nó giúp con đam mê nhiều hơn, hay là 2 năm rưỡi học toàn lý thuyết, lâu lâu để cho đi thực tập thực hành hoặc là học kỳ cuối mới cho học thì thua rồi. Con nghĩ sao? Cái dở qua là nó là 2 năm đầu học lý thuyết mà con thấy thời gian đó học áp lực quá, mấy bạn nghỉ gần hết nữa luôn rồi, chưa đụng vô cái xe là đã nghỉ rồi chứ nói gì mà mấy cái môn đó nó áp dụng không, mấy cái môn nó có ứng dụng gì đó? Ví dụ như con học, con biết nha, con học công nghệ ô tô mà những cái thiết bị, những cái máy móc con học á, đa số là nó thiếu trầm trọng luôn thầy, một là thiếu, hai là hư, và thứ ba là nó cũ từ năm 1999. Rồi cái thứ tư nữa là mấy cái nâng xe hay là cái gì đó là nguyên một trường con là chỉ có một cái máy nâng thôi, sau này mới xây thêm một cái, là những ai mà phải đóng thêm tiền riêng á mới được học những cái đó thầy, chứ còn những cái bạn bình thường học 3 năm xong ra là không biết nâng xe thì sao luôn thầy. Nâng xe là nâng cái đó nó gọi là cái hoist á. Là có 4 cái chân, 4 cái cần
cái cần quạt á, nó quạt ra chính giữa rồi nó nâng cái xe lên, nâng cái xe xuống. Mà học mà có vụ đóng tiền riêng, học riêng đó trời. Dạ phải đóng tiền riêng học 2 triệu mấy làm học cái khóa của Toyota nó mới cho học cái đó thầy, chứ còn khóa đại trà là nó không cho học mấy đó luôn thầy. Dạ đang nhớ xưởng nhiều khi mấy chú kêu lắp cái đồ đỡ ở dưới cái gầm xe để nâng xe lên, mấy đứa đó mấy bạn con không biết là cái gì nữa cũng chửi ra. ở bên này thầy có biết có vài bạn học cái ngành này, sửa chữa ô tô á, đi Dạ rồi xong rồi ra nghề rồi được vô trong sản xưởng làm rồi này nọ, được ấy bảo lãnh cũng có, hoặc là tự nộp tay nghề cũng có luôn, mấy bạn đó cũng ở lại bằng nghề đó nó. dạ